Tôi đã mất tiền trong thị trường, nay học kinh nghiệm khi bước chân vào thị trường tài chính. Nếu bạn từng nghĩ rằng thị trường tài chính là con đường nhanh nhất để làm giàu, thì tôi cũng từng như thế. Lúc mới bắt đầu, tôi nghĩ mình chỉ cần đầu tư, chờ đợi và tiền tự động chảy vào tài khoản. Nhưng mọi thứ không đơn giản như tưởng tượng. Đằng sau mỗi giao dịch thắng lợi là những bài học đắt giá, thậm chí phải trả giá bằng những cú lỗ đau đớn. Để rồi sau nhiều lần vấp ngã, tôi nhận ra rằng thị trường này không chỉ cần kiến thức mà còn cần sự tỉnh táo, kiên nhẫn và rất nhiều kinh nghiệm. Tôi đã học được nhiều bài học quý giá mà có lẽ nếu không trải qua những lần vấp ngã, tôi sẽ không bao giờ thấm thía. Bài học đầu tiên đó là phải bắt đầu từ nhỏ. Hồi đó tôi nghĩ rằng cứ bỏ nhiều tiền vào thì lợi nhuận sẽ càng lớn. Sai lầm nghiêm trọng. Khi lỗ, số tiền lớn đồng nghĩa với sự căng thẳng và áp lực khủng khiếp. Sau đó, tôi đã quyết định bắt đầu lại với một số vốn nhỏ, giao dịch cẩn trọng hơn. Dần dần, tôi mới hiểu rằng việc học hỏi kinh nghiệm từ những giao dịch nhỏ giúp mình tự tin hơn khi bước vào những thương vụ lớn. Bài học tiếp theo có lẽ là bài học đau đớn nhất, quản lý rủi ro. Có lần tôi quên đặt stop loss cho một giao dịch, nghĩ rằng thị trường sẽ quay đầu và mình sẽ không lỗ. Nhưng cuối cùng, giao dịch đó kéo dài mãi không ngừng và tôi mất một khoản không nhỏ. Từ đó, tôi luôn nhớ rằng mỗi giao dịch đều cần phải có kế hoạch rủi ro rõ ràng, dù có hứa hẹn lợi nhuận lớn đến đâu. Rồi đến việc học kiến thức, điều mà lúc đầu tôi tưởng mình biết đủ, nhưng hóa ra chỉ là phần nổi của tảng băng. Thị trường không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi bắt đầu đầu tư thời gian nghiêm túc để học các chỉ báo, chiến lược và cách thị trường phản ứng. Có những đêm ngồi đọc tài liệu, xem video phân tích mà chỉ mong thời gian quay lại để không vội vàng như trước. Tâm lý cũng là một bài học quan trọng mà tôi đã phải trải nghiệm qua nhiều lần. Có lần tôi bị cuốn vào cảm xúc, nhìn thị trường đỏ lòm mà hoảng hốt bán tháo, rồi sau đó tiếc ngẩn ngơ khi nó bật lại. Giữ được tâm lý bình tĩnh giữa cơn bão là kỹ năng khó nhất, nhưng nó lại giúp tôi đi qua những thời khắc khắc nghiệt mà không hoảng loạn. Và cuối cùng, học hỏi và cải thiện liên tục. Tôi nhận ra thị trường luôn thay đổi và không có chiến lược nào hiệu quả mãi mãi. Mỗi lần thất bại, tôi đều ghi lại lý do để rút kinh nghiệm. Mỗi lần thắng lợi, tôi cũng không tự mãn mà vẫn tìm cách cải thiện. Bởi vì trong thế giới tài chính không có điểm dừng, chỉ có tiến lên hoặc rơi lại phía sau. Giờ đây, sau bao nhiêu lần thất bại và thành công, tôi cảm thấy mình không chỉ là một trader mà còn là một người học cách kiên nhẫn và tỉnh táo trong cuộc sống. Những bài học đó không chỉ có ý nghĩa với việc giao dịch, mà còn với bất kỳ hành trình nào mà tôi đang theo đuổi. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào từ chúng mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like để chúng mình biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn sắp tới. Bật chuông thông báo để trở thành người đầu tiên nhận được video mới nhất từ chúng mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.